Xin chào tất cả bà con. Tập đoàn Gốc Chia Sẻ. Sau đây là đài tiếng nói tập đoàn Gốc Chia Sẻ. Bây giờ vậy chứ tôi đi hôm nay tôi sẽ đi cắm câu cá lóc các bạn. Anh Phong, Phong ơi. Chào mọi người nè. Anh Phong đang tạt phân các bạn. Châu nhúc đây. Nòng nọc này các bạn móc ở đuôi á. Nhỏ lắm mà. Đó. Cái gì á? Mà nó sụp. Đây tạc phân bình thường các bạn chứ không có thuốc cái gì tăng trưởng gì đâu. Nếu mình bón phân bình thường thôi. Cho nên là cọng rau ăn nó rất bảo đảm. Bây giờ tôi sẽ phụ nhỏ cắm câu các bạn. Hai anh em làm cho nhanh, mình nhỏ làm lâu. Tôi cắm xong hết rồi các bạn, còn cái cuối cùng. Ôi, mũi nó bù. Để mình cắm cũng không có nhiều lắm các bạn, khoảng hơn 20 cần, 20 cần vậy. Trời ơi, bây giờ là sẩm tối đấy, là mũi nhiều nè. Nhanh lên vô trong đốt lửa lên, lên lửa. Sâu rồi nhỏ, cho cao lên. Hả? Cho cao lên, sâu rồi em. Nhẹ thôi. Đi. Ây da, ây da. Từ từ. Từ từ thôi ông ơi. Giờ mình vô trong lên lửa thôi các bạn. Mũi nhiều lắm. Chích mê luôn á. Các bạn à, mới cắm câu lên. Dắt nó bu nè. Bạn thân. Nó dài lắm mà con này chưa hút máu à. Bu mũi nhiều lắm. Nhỏ tiêu diệt đi, để anh lên lửa nè. Mũi không à. Tôi mới lên lửa xong bạn. Lên lửa là hết mũi à. Ngoài đồng nó vậy á. Cứ có khói có lửa là nó hết mũi à. Nhỏ đang mài dao. Mấy con dao cùng quá mài dao. Nhìn nhỏ giống cô ba bán thịt heo à. Quan gì đây không? Hả? Giao, cô ba heo đâu à? Có cô ba không, em thấy mấy người bán heo không? Không, mà mấy người bán heo họ có cái cây nè nhỏ nè. Đâu người ta xẹt 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 xẹt. Em đừng làm vậy nha. Hủi lên tay máu không á. Bây giờ tôi sẽ cho chăn ăn các bạn. Con chăn này nay nó cũng bự bự nè. Sẵn có đồng nọc cho nó ăn luôn. Đồng nọc các bạn. Chưa chết à. Rồi ăn cho nó thả vô tự nuốt cái gì thả vô đi. Thôi mà chị ôi con nọc 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 nó chưa chết nè, con sống nó sợ. Kệ nó cho ăn đi quên. Con cái này là mình thả nhái vô nó tự bắt nó ăn rồi nhỏ ơi. Nhiều bạn trên comment là mình cho ăn là mốt lớn lên nó không biết ăn á. Cho nó cái miếng nữa. Nó bự như cổ tay ấy. Kệ nó, nó làm. Cổ tay á, cổ tay này là nó nuốt được cỡ hai ngón rồi đó. Tối nó ngủ tự nhiên thấy chân ấm ấm là biết rồi đó. Mày nó bự như cái thân mình. Hả? Hả? Gì? Mà nó bự như người ăn nó là tối ngủ dậy thấy à, sáng ngủ dậy thấy mà ấm quá hả? Không phải. Thôi thôi là hiểu đó. Xuống. À dạ. Từ từ thôi. Răng nó này bén ghê á. Rồi. Rồi. Má má.
Rồi cá sấu đã nằm trong miệng cọp. Cái đuôi này như cá sấu à. Tự nuốt nhỏ. Đó, đó. Kệ nó là tự thả xuống nó tự nuốt à. Vô vô rồi đó. Ừ, nó nhẹ không nhẹ đâu. Em mới thả xuống nó tự lường nó nuốt rồi. Ồ, cái đuôi ở ngoài. Tôi với nhỏ đi thăm các bạn. Cái gì trò chơi vậy? Hồi bé ta đi cắm câu rêm à. Có là nó nhảy đùng đùng không ơi. Thôi nhiều con nằm im các bạn, nó chạy lâu nằm im à. Cái chân té. Số 9. Có cá các bạn. Ồ ồ ồ. Ủa, cá chê. Tôi tưởng cá lóc. Mang đây. Chê. Từ từ vậy. Chê vàng các bạn. Ây da. Từ. Mở tay ra đi, để anh. Từ. Được không? Rồi, bắt đi. Ăn lên. Em cầm có thế hơn anh á. Cầm lên, được rồi, bỏ đây. Ây da. Đâu? Chơi vàng nha. Bỏ bịch. Đó, một em. Không đi vô. Để cho Thiên cầm. Rồi. Vô đã. Một con cá chơi vàng. Ngon ạ. Nó nọc như này các bạn. Cắm cái đuôi của nó. Ếch. Đó, cắm cái đuôi nó móc này. Đấy, nó bơi. Tung tăng một xíu. Rồi. Ếch. Tục. Gì? Con chuột cơ ông ơi, chuột cũng nhum á. Kể đi. Ủa hết mồi không dính ha. Trời ơi mũi. Con mũi no máu. No máu luôn rồi. Ở chừng đổ một nọc xuống á. Đó. Nặng quá. Cảm luôn các bạn. Mấy bữa đi về miền Tây cái đi nhiều quá, người nó xì người. Trời nay lạnh nữa gặp cảm luôn. À. Ông ơi. Đi qua đường bên kia. Ở vô có cá luôn nè các bạn. Ở vô có cá luôn nè. Ha, đưa lên nhỏ. Mới qua cái con đường bên đây à. Cái gì? Ui. Cái gì đây? Chê. Ôi cái mắt nó đỏ vậy nè. Dạ. Chê thôi. Không được cái lóc ta. Bực quá à. Bình tĩnh bạn hiền. Rồi đánh một cái một tép tay như chơi. Ôi ôi móc kìa. Vô cái mắt. Móc vô mắt nó luôn mà. Ái à. Mà. Tình. Hai rồi. Em dậy ít ra. Đi ít ra phải dậy. Để cho nó hát hoài. Móc hồi để anh lên thăm mấy cái trên này hả? Ừ. Gì vậy?
hai con các bạn, được hai con cá chê. Đây gì đây mà cuộn dữ à? Tường cầm theo cây. Ếch nhảy ghê. Em đi rồi, em đi trước cái nhỏ, lấy cây em gạt kìa. Một con cá chê vàng, một cá chê trắng. Ôi dính. Thế đấy. Rồi. Để sáu chúng ta được rồi. Bùng về. Xong rồi các bạn. Tôi thấy nó cuộn dưới luôn á. Xong rồi. Hôm nay anh chọn ảnh bận. Được, hơi khó đi các bạn. Nó một cây. Có đúng một cây tràm ở đây thôi. Mà bây giờ ôi. Nhỏ ơi, cầm giùm anh cái túi cá kia. Đưa anh, không, anh đưa anh cái cây là ok nhất rồi. Rồi. Rồi, có ba chân rồi. Là đi rồi, ok. Té dưới thì xong luôn á. Hả? Để cây rồi. Nè. Ôi mũi quá. Còn cá. Còn nào? Cá đâu không? Cá nhái. Ừ. Cái đó nhái không? Nhái cá khác ông ơi. Nhái cá khác, còn con nhái cá rồi. À. Trời ơi. Rồi nữa. Ê, luôn chứ. Ui. Té cá rồi. Mệt á. Tắm tình đấy, tắm cho ra đẹp thế thôi. Đây là tắm bùn miễn phí các bạn. Đây đây. Đây. Sau. Này không đi đường Trường Sơn quá ta. Trường Sơn Tây. Ấy, cua. Gì? Ngoại. Ốc. Em nào béo. Em nào gầy. Cái chữ gầy nó nghe kỳ kỳ nhỏ. Em nào. Thôi đi ông ơi. Đang ngồi đây gió quá, nó có ồn các bạn thông cảm á. Đi đến rồi nha. À, đây. Cuối cùng. Luôn. Cá lóc. Đâu rồi? Chụp lại. Rồi. Ai. Đây. Gỡ chưa? Từ mình chậm mình lên nè. Trời ơi, năng sao mà nó qua bên đây được luôn nè. Nuốt vô luôn kìa. Không, này em đè lên gỡ đi nhỏ ơi. Đây anh cầm cho em gỡ nè. Anh cầm cho. À, cái răng. Trời ơi, cái răng nó kìa. Sao mà nó dính ghê, nó chạy dữ lắm mà. Không được rồi. Hả? Kỳ quá. Gì? Ai? Đẩy mạnh lên. Tôi cái răng. Tự nhiên nhét tay vô làm chi? Đây. Rồi đi. Ây da.
đi. Trời ơi, nó ăn giật dữ lắm mày. Sao mà qua cổng nhận siêu bền vậy? Đâu, dù mà nhận siêu bền vậy không? À, dù siêu bền. Đọc nhầm. Rồi. Ai dạ, con mũi. Rồi. Cho giống túi nè. Ai ai dạ. Trời ơi, mũi à. Nè các bạn nè, cái con mũi là mũi cỏ nè, nè thấy không? Nè, nó cắn vô là thui nhói người luôn á. Đi, tiếp tục. Trời mất mồi đã, trời mất. Ây, ui. Một cá lóc, hai cá chê. Tiếp tục. Tôi đang nhúm bếp để mình lấy than các bạn. Nhỏ đang đẽo mấy cây cây để lát mình xiên cá. Hôm nay mình sẽ nướng cá rồi. Nướng cá mình chấm muối ớt nha ha. Có mấy trái xoài nữa nè. Mình băm ra. Mới cắm được đâu gần tiếng hay tiếng gì đó. Mà được ba con cá rồi, hai cá chê một cá lóc các bạn. Để anh lấy thêm củi cho nó có than nhiều nhiều. Em đẻo ha. Đúng là ngoài lạnh vô trong trò mình ấm cúng à. Nhớ ha. Đây xoài các bạn. Hồi nữa mình băm da mình ăn chung với cá nướng. Số 1 luôn. Hả cô ba? Số 1 không? Không. Đói bụng không? Cái này là chắc chắn rồi nè. Tôi đang xiên cá vô để mình nướng các bạn. Có than rồi. Chụp cái củi vô. Đây cái chê trắng. Đây, có gì đâu, cắm xuống biệt thự không? Đi đưa anh cầm á. Nó chê vàng. Con cái đó che phi luôn nhỏ ơi. Cái trắng rồi luôn nè. Nhau ơi. Ừ, cái che trắng như nhau. Lúc nãy nhìn sáu vàng khè. Ôi nhìn lên, nhìn lên. Thôi. Tạm biệt. Chán thì mình quá đi ơi. Hả? Chán quá. Chạy mà tí đi hai. Lỗi kỹ thuật nha các bạn. Mày coi clip đi, nhỏ gà thì tròn like. Kiếp. Tưởng cá chê vàng không phải không bạn? Cá chê phi. Rồi, hai kiếp em nó xong luôn. Rồi, cấp củ ra cho nướng luôn. Cá nó sắp chín rồi nè các bạn. Chín rồi đó, nhưng mà tôi muốn cho nó thêm một chút nữa. Đã. Để nó đi. Ngon các bạn ha. Nhỏ làm xoài băm trái da nè. Thử coi. Ngọt nhỏ. Ngọt lắm. Hả? Ăn được coi. À. Ú hồi. Béo queo. Chua quá. Ngọt. Ngọt. Thì chứ. Béo queo hết rồi. À. Làm cái nữa coi. Hơi nhưng mà dứt rồi. Hư à.
phải nói là ăn xoài mà quéo queo luôn á. Rồi, cá ép được rồi nhớ ơi. Được rồi á. Thôi nhỏ, giúp mấy con cá cho nhỏ. Đau, chà. Ôi quá, bà con ơi. Hả? Để qua đây luôn. Ui. Cái lóc mình để lên trên đó, nó hồi đó nó lấy cái lớp dãy ra ăn. Con mũi nè, con mũi thèm cá rồi nhỏ. Chui vô miệng cá luôn rồi. Chui vô miệng cá luôn rồi. Rồi. Bây giờ tôi sẽ để máy lên rồi hai anh em ăn cơm các bạn. Hỏi quá. Đói bụng quá. Mình sẽ phép mời tất cả các bạn ăn cơm nha. Với lại cá nướng. Hai anh em làm được hai chén cơm mà thấy cá nó đùng. Dậy đùng đùng ngoài để đi thăm các bạn, rồi vô ăn tiếp các bạn. Đi. Giờ tôi với nhỏ đi thăm lần hai các bạn. Hai anh em làm hai chén cơm, thấy cá táp đồ lung tung ngoài, đang biết là nó dính hay là nó táp bóng không biết. Cái đêm nó nhìn gì đâu mà con cá không? Từ từ thôi. Ê, đây, đây, cá bên đây nữa nhó. Nhanh lên, nhanh lên. Từ từ, rút cái cây ra trước. Rồi cầm dây, cầm dây. Cầm bên đây. Con này bị ngon rồi các bạn. Ai. Chê. Rồi gỡ gỡ dây, gỡ dây, gỡ dây. Chụp nha, giữ nha. Rồi rồi. Đâu rồi?
Trời ơi, dắt mỏ luôn. Cháy lấy cái túi, con này dãy lâu rồi nè. Con này lâu rồi nè, anh nghe cứ đùng 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 như đây là anh nghi rồi. Thêm một con cá chê bự nữa các bạn. Nhảy từng 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 mới được có được một con cá lóc, ba con cá chê. Ui, có cá. Đây có cá các bạn. Ui, cá chê nữa. Hay. Từ đây anh cầm cho bắt. Đâu đó. Rồi. Đâu rồi? Lấy hai mũi. Con này cũng bự. Bự với nhỏ. Lúc đầu hai con nhỏ. Giờ hai con bự các bạn. Bê nó chê nó ăn nhiều. Cái gì á? Ôi. Có chưa? Ăn gì sâu dữ mày. Sao đâu, thấy nằm ngoài thì từ từ lựa cái thế nào dễ lấy đó. Sao mà qua được đó, thả quên sao qua được nhỏ. Con này cũng ngon các bạn. Nè. Ôi chữa sao ấy. Ôi chữa đồ chữa. Mấy con này cá chê bụng nó bự. Đây. Móc mồi chứ. Thêm một con là hai con các bạn. Đây cá chê mà. Thích cá lóc quá. Con đường xưa em đi. Thắm cây đi cho nó an toàn nè. Được không? Được rồi, cái chân rung quá vậy. Gì nhỏ. Tôi quay được cái cảnh đó là thôi. Các bạn, anh mới đưa máy xuống cái anh quay cảnh đó nhìn mắc cười lắm luôn á. Tẹt háng à. Ui, đau háng quá. Hả? Gì vậy? Đau. Nãy kia thấy cây quất cái xe rồi con. Bay đá luôn, đừng ăn thua sao luôn. Thấy không? Bay đá. Bay luôn cái rô phi của ông nhỏ. Cái rô phi bay cái bự luôn á. Con bự bự rồi các bạn. Nè, tới ngay cái sạc. Nó con này cái sạc mà. Con rô phi đi rồi. Rô phi đi rồi. Cá quá trời nhắc bò nữa rồi. Để đi nó quay cho bạn xem. Nè các bạn. Thấy không? Đó. Con rô đồng. Nhiều ghê. Giờ tới chòi con cá dính rồi coi. đi thăm xong hết rồi, được hai cá chê rồi. Một cái lóc nữa. Được không? Được không?
mũi á. Để phủi vô. Cho trong túi nè. Ôi, gì vậy? Ừ, ông này. Thỏ cái ngón tay út vô cái miệng nó. Bùng cái lóc bự nữa các bạn. Đi, qua kia coi. Nó sát chòi của tôi luôn nè. Vô tới đây thấy nè, chòi luôn đây nè. Đi qua coi rồi gắn mồi. Nhỏ bắt được một em bù tọt để cho bé Trăng ăn. Đâu rồi? Đừng hơi mờ. Đây nè. Bắt rồi đập luôn rồi. Cái gì nhỏ? Nút lấy là nút chụp vào trung thân luôn miệng rồi. Đây nè các bạn. Để cho con Trăng ăn. Sống á. Ít con. Cái là yếu à. Sống rồi ông đập chết rồi ông ơi. Em nó hai kiếm bên đâu? Gắn mồi vô đi. Bây giờ mình đi. Mình vô thôi. Được hai con cá chê nữa các bạn với một cá lóc. Tuyệt vời luôn. Đi. Vô ăn cơm. Quá. Kiếm gì không? Thì mè nó. Trời. Không nhanh mình nghe nó chứ. Thôi mình xin kết thúc video đây. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Nếu như các bạn thấy hay nhớ like và chia sẻ video này cho mọi người xem. Và đừng quên subscribe kênh của mình để nhận được thông báo mới nhất. Mình với lại nhỏ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye.